Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã tới dâng hương và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, đã gắn bó trọn đời với sự nghiệp cách mạng, có nhiều đóng góp và công lao to lớn đối với độc lập tự do của dân tộc. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Cảnh Dương, thăm và nghe lãnh đạo xã báo cáo tình hình phát triển kinh tế địa phương. Trước đó, tối qua đoàn công tác đã dự chương trình nghệ thuật trở về bến phà xưa, tái hiện khung cảnh bộ đội công binh làm đường, vận tải chi viện cho chiến trường miền Nam qua mưa bom lửa đạn và hình ảnh trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, tư lệnh binh đoàn Trường Sơn. Bối cảnh sân khấu là bến phà Xuân Sơn bên dòng sông Son, nơi một thời thử sức bền gan, ý chí và ngân vang tình yêu Tổ quốc.